nay chủ nhật hai đứa đi mua phân về bỏ garden. Rồi tới là cái nursery nè. Ôi bông đẹp quá ta. Lạ thiệt á. Nè, thâu sát ra chưa được thấy. Thử cái chậu nó nhiêu tiền mắc lắm à. Trăm rưỡi. Quá trời. Mua phân về bỏ vừa ra đình coi. Để coi. Ủa đó lạ không trời. Ở phía trước chắc em bỏ đất cho em trồng mấy cây khác. Cây nó giữ nước. Rồi bên đình. Đây cái shop warehouse. Ở đây bán đồ, đồ đa dụng ha. Handyman. Đây dụng cụ sửa nhà cửa. Rồi đi vô tiệm mua phân đồ về bón. Cây. Trên này nó bán đủ. Ở đây chiếc cửa. Chiếc cửa bên này ở Molly đây. Có cái ao cò không? Để quay thử coi. Rồi. Chỗ giường cò đó kìa. Cò. Cò hoang dã. Đây là mấy con chích ta. Cái con này cũng đã lắm chứ đừng. Thôi. Còn đây thì mấy vịt le le. Quá. Đây rồi cò kìa. Làm ổ quá nhiều đây. Trên đây đứng. Bây giờ 10 phút nữa hay chiều là cái vịt. 28 tháng 10. Bây giờ là nhiệt độ là 27 độ nha, xuống hơi hầm hầm á. Anh chung quanh là nhiều cò, chiếc cửa. Tiệm bên này đây. À.